Hôm qua, Tư lệnh Lục quân Ukraine cho biết các lực lượng của nước này đã đẩy lùi lực lượng nga ở một số vị trí thuộc thành phố Bakhmut. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận tình hình vẫn còn khó khăn. Trong thông báo trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi cho biết nga đã dốc toàn lực điều động các đơn vị mới của nhóm Wagner đến Bakhmut nhưng vẫn không thể giành quyền kiểm soát thành phố. Cùng ngày, quân đội Ukraine cho biết đã đẩy lùi hơn 36 cuộc tấn công của Nga tại miền Đông, trải dài từ Bakhmut cho đến Marinka, nằm ở phía tây Donetsk. Ngoài ra, quân đội Ukraine vẫn có thể cung cấp thêm lương thực, đạn dược và thuốc men cho lực lượng phòng thủ ở Bakhmut. Trong khi đó, hãng thông tấn RIA dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng của nước này đã tiếp tục đã tiến công tại Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các lực lượng đã tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự Ukraine, trong đó có kho vũ khí và nhà máy sản xuất đạn dược. Phía Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết đã phá hủy 15 trong số 18 tên lửa của Nga vào sáng sớm ngày 1 tháng 5. Thành phố Pavlorat ở miền đông ghi nhận ít nhất 34 trường hợp bị thương, nhưng tên lửa đã không đến được thủ đô Kiev.